Ngôi nhà phố Hoàng Quý là ngôi nhà đẹp nhất đời tôi từng xây. Đây là dòng tâm sự, chia sẻ của một nhà thầu xây dựng tên T tại Hải Phòng. Theo đó, anh T chia sẻ, từ ngày bước chân vào nghề xây dựng, bắt đầu từ những công việc nhỏ nhất như phụ hồ, xách vữa, trộn xi măng cho đến khi trở thành thợ chính. Rồi gom góp có vốn để nhận thầu những ngôi nhà đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, gian khó. Tưởng chừng như có lúc anh T phải gác lại đam mê cầm bay cầm bàn xoa để kiếm công việc khác ổn định hơn, kiếm tiền nuôi sống gia đình. Nhưng được những lời động viên từ vợ con, bố mẹ, anh em bạn bè, anh T quyết tâm sống chết với nghề. Anh tuyên bố với tất cả mọi người, sống làm người xây dựng, chết làm ma cầm bay. Anh T tìm lặn lội đi tìm thầy giỏi để học nghề, thậm chí anh còn bỏ nhà cả năm trời để vào Nam theo học khóa đào tạo thợ xây chuyên nghiệp của thầy Lộc Phụ Hồ. Sau này, khi đã thành danh và có chỗ đứng, anh T quyết tâm xây dựng bằng được những ngôi nhà để đời, phải thật đẹp, thật tiện nghi, thật sang trọng. Mỗi một căn nhà anh xây phải là một tác phẩm nghệ thuật làm ngây ngất lòng người. Và căn nhà tại phố Hoàng Quý anh T xây dựng đã trở thành một kiệt tác trong đời của anh. Căn nhà có diện tích 40m² với 2 tầng, có sân cổng riêng. Đầy đủ công năng sử dụng, phòng khách, nhà bếp, 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh, phòng thờ và sân phơi. Tiện ích xung quanh đầy đủ với chỗ đỗ ô tô, ngõ ngoài nhà rộng 6m để thoải mái dựng xe. Chưa kể, ngôi nhà này còn gần trường học các cấp, đi 3 bước chân là ra siêu thị, khu vui chơi. Hàng xóm thì thân thiện, an ninh đảm bảo. Vì sợ khách mua lăn tăn, anh T còn vỗ ngực khẳng định ngôi nhà này có sổ đỏ chính chủ 100%, không phải lăn tăn về pháp lý. Bạn nghĩ sao về ngôi nhà này của anh T? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé!